Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ em sẽ quay chi tiết nhé, một số các cái cây ở trước cái không gian nhà anh Mạnh đây. Đây là một cái cây tường vi. Hôm nay đi lên trên này được giao lưu với các bác thì rất là vui. Đây là một cái cây mình cũng rất là tâm huyết, bởi vì cái cây này nó không phải là cây. Đây là tường vi đúng không anh? Đúng rồi, nó là tường vi nhưng mà đây nó không phải là một cây, mà đây là một cái tác phẩm nghệ thuật. Vâng. Tại sao? Tại sao anh coi nó là một tác phẩm nghệ thuật? Mình thứ nhất là không kiếm đâu ra được cái bệ rễ tường vi nó đẹp. Cái bệ rễ là như này đúng không? Cái thứ hai là cái đường chân như thế là nó không bao giờ lên được cái gân như thế này. Cái thứ ba nữa là mình đi quay hay là không thì để không những cái gì là vâng làm sao, bởi cái này nó không cảm nhận được là một cây mà đây là nó là một rễ. Anh em mình cứ chia sẻ với nhau, đây là một cái rễ. Rễ hay, rễ nên tuyệt vời để mình tạo tác ra để được cái việc đấy, nhưng mà đương nhiên đằng sau mình cũng phải tạo được ra cái lụa. Còn một tác phẩm tường vi tuyệt vời đúng không? Không, đây là một cây dâu tằm đúng không anh? Không, đây là không một cây vọng cách. Vọng cách à? Đây nhìn cây vọng cách thì mình vẫn đang làm thôi. Mình vẫn đang làm thì trong cái quá trình thì còn nhiều cái phương án để lựa chọn để mình tạo thế. Những cái lũa kia là anh có tạo không? Anh tạo đúng không? Phải tạo chứ có tạo. Mới được ra lũa được như thế đúng không? Cây đang sống mà tự dừng bác cái khoan mài. Nếu mà để mình dừng thì nó hơi cùng mình một chút. Đây dâm bụt. Khá nào là mình tạo như thế thì anh Mạnh đúng cây dâm bụt không? Cây dâm bụt. Cây này cũng ác đấy nhở? Xong là mình chơi để thủ hoa. Một cái là thằng con nó vừa để cái hoàn đại của kia nhìn nó hơi thật. Bây giờ nó để vào đây thì em bỏ ra đúng không? Nhìn có vẻ đẹp hơn không? Nhưng mà nó vẫn chưa đẹp. Tức là cho đá vào gì? Bởi vì làm sao? Bởi vì mình cũng vừa xong là mình cũng chưa tập trung làm. Chưa tập trung hơi một chút. Còn rêu phong ở kia. Đúng ra là mình cũng phải tập trung một chút để trước khi ông này giỏi nhỉ, chả nghệ nhân nghệ nhiếc vậy thôi đấy. Sao mà phải ngại mà cứ chả nghệ nhân nghệ nhiếc gì mà làm cây phải nói là đẹp hơn cả ấy. Vâng, vớ vẩn đẹp hơn nhiều nghệ nhân nhiều. Nhiều nghệ nhân á, cứ xưng danh nghệ nhân đấy nhưng mà chắc gì đã bằng những người tuổi. Đây là cây gì anh ơi? Đây là học. Anh bông lá đề. Giới thiệu qua một chút em đứng ra đằng trước. Đây anh quay. Chuẩn luôn đấy. Nó có một cái đặc biệt là như này. Là anh có một ông bạn làm ở trong sở giao thông. Vâng. Ông tặng anh thôi. Ông tặng anh thì cái lúc đấy thì anh cũng chưa biết gì về cây cả. Nhưng mà tặng anh thì bởi vì nhà ông thì có một người tặng ông bạn đấy thì ông lại mang lên nhà mình, bởi mình với ông đấy là hai bạn thân rất thân. Đấy thì lúc đấy này ông tặng mình không biết chơi đâu, nhưng mà đúng là năm nào cứ bứt hết cái lá này đi, cách Tết 4-5 ngày thì đây là một tác phẩm đúng là cực kỳ nghệ thuật luôn, đẹp thật. Tất cả những cái này nó ra một cái bụp đỏ. Búp đỏ đẹp hơn là người ta chơi hoa nào. Thật nhỉ, đây. Tức là cứ tuốt lá đi thì nó ra búp lên đúng không? Lên búp đỏ. Cái này đi. Đúng 4-5 ngày. Cái thời tiết là nó thay đổi. Cho một tuần đi đúng không? Nó lên. Đúng 4-5 ngày. Là bứt cái này lên thì đúng là Tết nào cũng vẫn chơi được. Nhưng mà anh phải nói thời điểm đấy. Bởi vì ngày ở đây là 45 ngày hay là 45 ngày? 45 ngày. Đấy, 45 ngày. Thế là một tháng rưỡi. Đấy, một tháng rưỡi thì là kể cả kiểu gì đi chăng nữa, rét hay không rét, nó không ngược lại với hoa đào. Một tác phẩm rất đẹp. Thì là nó lên một cái bút đỏ chơi đẹp hơn tất cả các loại đào. Chứ 4 đến 5 ngày thì không kịp thời gian đấy. 4-5 ngày. Đây. 45 ngày. Tác phẩm sung của bác ấy này. Sung đang ra quả. Sung này là sung gì mà sao quả to ấy? Sung tả anh. Người ta bảo là sung nếp với cả sung thường là như nào? Không, cây này thì thực ra này cũng về vườn anh thì cũng được 2 năm. Không cần biết gì. Bởi vì làm sao mà anh thích
là một cái là làm sao khác cái người chủ nhân cũ. Bởi vì sao? Thứ nhất là anh phải làm cái dăm nó đẹp hơn, cái quả nó phải sai hơn, tất cả mọi cái nó phải về như anh, nó ổn định hơn. Thì bây giờ nó đang còn, mà nếu như mà bây giờ anh vứt cái này đi thì là có thể là ra trưng bày của cũng vừa được. Cây này là cây ngâu của anh. Không, cây này cây sam quả. Sam à? Sam quả anh. Nhìn quả bộ bệ dễ ác nhỉ? Đúng không? Thực ra thì quá hỗ trợ đấy. Cái chất của anh. Ông này ông ấy. Cây này có một cái cây xanh sưu tầm ra từ lưng rùa. Cái đấy là nó cũng là một cái này á, rất hay nhá, mọc ra từ lưng chùa đá. Đây là đặt có con một, ông cái này là chồng nào tớ là... mua một cây ở đây này, tớ không biết nộ bởi làm sao khi mua một cây đặt nó vào ở trong cái vườn này thì được này, cây xanh được tặng cái này bởi vì sao lúc đấy ông làm một cái to cắt cành ở đi ông bỏ trông rất khéo. Thế tớ lại nhặt này ở vườn nhà tớ có hai cái, là cái cây này là một, cái cây mẫu đơn kia là hai. Đây á? Là hai cái tác phẩm. Đâu mẫu đơn đâu anh? Là chủ vườn bỏ đi, là mình xin được. Đâu mẫu đơn đâu? Đây cây mẫu đơn này. À mẫu đơn tức là gần như bỏ á? Tức là có hai cây mình gọi là giá trị nhà mình mua không đồng. À đây gì? Ui dồi ôi đúng rồi. Đây mà không biết thật nhỉ? Có cây kia và cây này là mình mua không đồng. Thế là được cho, được tặng là trong quá trình tạo tác bỏ đi mình nhặt rồi. Nhưng bây giờ nó lại đẹp đấy. Anh em mua cây kia này. Đẹp thật. Quý vị thông cảm nhé, bởi vì bên cái nhà bên này người ta đang xây cho nên nó hôn ồn. Thôi không sao, cố gắng nghe là vẫn được. Đẹp rồi, cây này có bộ đội hát. Cái thời điểm đấy thì... Mấy năm rồi anh? 3-4 năm. Hay là tuyệt vời rồi. Tớ vừa cắt cành này. Đây có cái cành to đây, tớ vừa cắt. Vừa cắt đây trước. Này, cái sung này của bác ác này. Non thôi. Ủa. Đây là một cây vọng cách làm đúng anh? Từ đầu đến cuối vọng cách ấy. Là một cây vọng cách này thì thực ra đến lúc mà mình chơi thì ở Thái Nguyên này có một số người không biết cây gì. Nhưng mà anh bôi cái gì nó trắng này? Sơn à? Chứ không phải là ấy à? Không phải là keo liền sẹo à? Có cái này sơn nó cũng ăn được à? Không, làm xong nữa rồi thì để khô à. Khô xong rồi thì chơi keo liền sẹo. Lúc đấy thời điểm đấy ghép cái sơn này cách đây khoảng 2-3 năm rồi. Thì đến nay của ok hay đấy nhờ. Bác này có mấy cây phi lao à? Được. Nhà bác này phải nói là vườn à, trước cửa nhà nhiều cây đẹp phết đấy, đùa đó. Thì tiếc là vườn này bác không rộng tí nữa này. Không phải là vườn, đây gọi là chắc là đây gọi là chỗ kê cây. Em đây anh vườn này là quá được rồi. Thì cái mua cây cây này thì cái này nó lúc đấy là đây không phải là cái thân cây. Đây vòng như này. À, cắt đi. Và đây như này chân chính vòng như này. Đây là cái cây này, cái bóng của nó đầu tiên nó rất là to. Vòng đây. Đây. Cái đoạn này nó vẫn có rồi chứ không phải biết có. Đâu. Đây bay đằng kia. Tới cuốn cây. Tới cái túc tác thôi, tham khảo anh em mà đặc biệt là qua cái mạnh bonsai này nó thành những cái tác phẩm. Đây là cây giấy Mỹ hả anh? Đúng không anh? Cây giấy Mỹ. Mà mình mua ở trong một cái chậu xi măng. Mà nó không phải là như thế này. Mà sau đấy là cái tức là nó đã ở anh nhổ cái rễ này nổi lên đúng không? Không.
lúc nào mình mua nó cũng là như thế này. Như này thôi còn gì. Nhưng mà cái cơ bản là cái vết sẹo to nhỉ. Đây á. À, vết sẹo to đấy là toàn bộ là cái cây này thì nó như một cái cây bụi. Đây cái vết sẹo này. Đấy, cái vết sẹo này. Bóng như này. Thì mình bắt buộc mình phải đi thêm cái thằng này để nó phù hợp. Vâng. Thấy không? Nhưng mà cũng phải 5 năm. 5 năm rồi chứ không phải là ít. Đấy. Chơi được một cái cây không phải là ít thời gian đâu. Rồi ok. Rất là cảm ơn anh. Còn một tác phẩm cuối cùng này nữa là tác phẩm me. Đúng không anh? Quang thấy nào về cây me này? Già và đẹp. Đẹp ở chỗ nào? Em nhìn thấy nó đẹp ở chỗ nào? Dạ. Cái me này em thấy nó đẹp ở chỗ nào? Cái đẹp của nó thứ nhất, đây nó cũng là một cái cây bị phá ở trong chậu lâu năm. Ừ. Nó mới tạo ra được một cái bộ quần quại như thế này mà hôm ở sặt vừa rồi em đã nói. Ừ, ok. Trước nó ở một chậu kín. Đấy. Và hai nữa, cái thân của nó tạo được độ côn chuyển qua những nhát cắt giật ở đây ấy. Không biết được người ta cố tình cắt giật hay là vô tình cắt giật mà nó tạo ra, thì mình cứ coi như một vết cắt giật đi. Nó tạo ra được một độ côn chuyển từ điểm này đến điểm này là ta đã thấy rồi, là nó đã có độ côn và chuyển rồi. Và hai nữa, lên đây nó lại có tiếp một độ côn và chuyển nữa đây. Đâu? Đây, anh cứ quay kỹ vào đây. Okay. Đấy. Ừ. Tức là như vậy. Và hai nữa, ở đây cái sự phân bố tay cành nó là hợp lý. Nó hợp lý ở chỗ nào mới là điều quan trọng. Ừ. Thì bây giờ em xin nói cái sự hợp lý của nó ở đây ấy, để giải thích ra nó vô vàn. Ví dụ cái lốp ô tô nó phải như thế này thì nó mới chịu tải được như này. Lốp xe đạp chỉ cần như này thôi. Ừ. Thế nhưng mà sự hợp lý ở đây, mình đừng nhìn vào cái hình, cái bóng, cái tán của một cái cây, mà mình ít nhất mình phải nhìn được 5 mặt của một cái cây cơ thì mình mới nhìn thấy được cái sự hợp lý của nó. Tức là mặt nào như mặt nào. Đấy. Và cái mặt cuối cùng ấy, theo như một số trường phái, người ta bảo là phải dọi từ trên xuống. Nhưng mà theo như trường phái cắt giật hiện nay ấy, lại phải cúi xuống nhìn từ dưới lên mới thấy được. Ok. Thế bây giờ là anh chẳng qua anh chưa quay kỹ, bây giờ anh quay kỹ cây này để cho em sẽ giới thiệu đến những người mới chơi hoặc chưa biết chơi là đây chỗ nào anh? Anh đã phải quay 4 mặt rồi đấy, tứ phía đấy. Không thì bây giờ nhưng mà còn một mặt cuối cùng anh đã quay được chưa? Mặt thẳng. Không, đấy là do ngày xưa thôi, bây giờ là phải quay ngược từ dưới lên thôi. Ừ. Khi mình nhìn một cái cây nghệ thuật bây giờ, mình ví dụ cây cao, mình sẽ có thể đứng. Đấy. Đây anh quay như là chuẩn luôn đấy. Đấy, mình phải nhìn theo cái sự phân bố tay cành nó đã hợp lý hay chưa mới là điều quan trọng. Ừ. Được chưa, hợp lý chưa? Em thấy là quá hợp lý. Nó hợp lý ở cái chỗ nó không bị một cái cành dính trụm ở đây. Đây nha, mình phải để ý là như thế này này. Ví dụ cành này nó đóng dịch sang đây thì là nó sẽ bị. Thế nhưng mà đây nó đóng sang đây thì nó ăn về cái cành này rồi. Ừ. Đấy. Và cái cành này nó đã hồi lại rồi. Đấy. Bây giờ nha, chơi cây nghệ thuật người ta không nên quan trọng bảo là 3 cành, 4 cành hay là 6 cành. Thế bây giờ là thử hỏi rằng các ông cứ lấy cái lý do chê số cành chẵn là thế nào? Thế trong cái thế của các cụ chơi ngày xưa, hai thân là số gì, số chẵn hay số lẻ đây? Mà thế xong là thấy cành rơi vào số chẵn bắt đầu chê. Cành như cây này ví dụ rơi vào số chẵn nhưng mà tính chất nghệ thuật nó cao. Mà tính là nhìn tổng thể cây nó lại. Nhìn tổng thể cây nó hợp lý là người được. Người ta nhìn tổng thể cây chứ người ta không nhìn vào tay cành. Đấy. Chính xác. Thế bây giờ là cứ lấy bảo là số lẻ mới là đúng, số chẵn là sai. Ok, này. Cái này chấp nhận. Hai thân là số gì? Chiều lai, chiều lai. Nào bắt tay cái. Ok, rất cảm ơn Quang chia sẻ. Rồi, video kết thúc ở đây. Rất cảm ơn là các bạn đã dành chút thời gian theo dõi cái video này. Nếu quý vị và các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem và đóng góp ý kiến bên dưới. Nhớ nhấn cái nút đăng ký màu đỏ đỏ ấy để ủng hộ cho tác giả. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.